Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị nhóm BRICS mở rộng tại Nga. Đây là hoạt động quan trọng nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng như chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phát biểu của thủ tướng chính phủ tại hội nghị đã truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về một việt nam bản lĩnh tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc đang trên đà vươn mình phát triển kinh tế xã hội năng động khẳng định vị thế tư duy chiến lược trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu các nhận định và cách tiếp cận đề xuất của Thủ tướng Chính phủ được lãnh đạo và đại biểu các nước hoan nghênh đánh giá cao, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của hội nghị. Trong thời gian tham dự hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có gần 30 hoạt động tiếp xúc song phương với Nga và gặp gỡ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nước thành viên BRICS, khách mời tham dự hội nghị nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ mọi mặt với các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Việt Nam tiến tới là trung tâm đầu tư tác động hàng đầu khu vực Đông Nam Á, mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tác động xã hội và cộng đồng yêu thế. Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn Đầu tư tác động Việt Nam 2024. Báo cáo chỉ số đầu tư tác động 2024 hay còn gọi là chỉ số CAM 2024, công cụ đo lường đột phá giúp đánh giá sự tiến bộ của các quốc gia trên con đường hướng đến một tương lai bền vững và bao trùm. Đây là báo cáo nằm trong chuỗi theo dõi 4 năm về sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam. Chỉ số cam Việt Nam 2024 đạt 50 điểm xếp Việt Nam vào hàng các quốc gia dẫn đầu ASEAN, vượt qua mức trung bình toàn cầu là 41. Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bình đẳng giới với 49 điểm, cao hơn mức trung bình toàn cầu và vượt qua phần lớn các quốc gia trong khu vực ASEAN. Điều này phản ánh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp tác động xã hội trong việc trao quyền cho phụ nữ thông qua lãnh đạo và tham gia kinh tế. Đáng chú ý Việt Nam thể hiện hiệu suất mạnh mẽ đặc biệt trong chỉ số tác động cộng đồng với 60 điểm. Chỉ số giới cho thấy cam kết của Việt Nam đối với bình đẳng và hòa nhập với 49 điểm, cao hơn mức trung bình toàn cầu và phần lớn các nước ASEAN. Tuy nhiên, chỉ số khí hậu của Việt Nam chỉ đạt 43 điểm tiếp tục đa tăng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2024 tăng trưởng tích cực hơn quý trước với giá trị tăng thêm ước đạt 9,59% so với cùng kỳ năm 2023 là mức gần cao nhất trong giai đoạn từ năm 2012 trở lại đây, chỉ sau mức tăng 9,93% của quý 3 năm 2017. Tính chung 9 tháng giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,34% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 2,71 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, phát huy tốt vai trò động lực tăng trưởng. Theo các chuyên gia, kết quả tích cực của sản xuất công nghiệp một phần đến từ thị trường xuất khẩu đang trên đà khởi sắc. Các nhà sản xuất nhận thêm nhiều đơn hàng mới cho những tháng cuối năm. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã phục hồi mạnh mẽ nhờ nhu cầu quốc tế tăng sau khi chuỗi cung ứng toàn cầu được cải thiện, giúp ngành lấy lại vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2024. Sáng nay, giá vàng nhẫn vẫn duy trì ở đỉnh cao 89 triệu đồng một lượng ngang giá vàng miếng SJC. Nhiều chuyên gia cho rằng không nên đầu tư mua vàng thời điểm này vì giá cao và biến động mạnh. Nhẫn trơn giữ nhịp tăng liên tục trong 10 ngày qua. So với giữa tháng, mỗi lượng nhẫn trơn đã tăng hơn 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC được nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank niêm yết 89 triệu đồng một lượng. Doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC từ 87 đến 89 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.734 đô la Mỹ một ao, tăng 13 đô la Mỹ một ao so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 83 triệu đồng một lượng. Theo dự báo của các nhà băng hàng đầu thế giới, giá vàng thế giới có thể lên đến 3.000 đô la Mỹ một ao vào năm sau và giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo. Năm 2025 nhiều trường đại học thông báo bỏ hoặc giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả học tập bậc phổ thông, tức là xét học bạ. Lý do được đưa ra là bởi phương thức xét tuyển này khó đảm bảo tính công bằng, học bạ trung học phổ thông có thể bị can thiệp để làm đẹp hơn phục vụ việc xét tuyển đại học. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị giáo dục đại học hồi tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng việc xét tuyển sớm có tác động tiêu cực với giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối cùng của cấp học này. Các em học sinh trúng tuyển sớm sẽ không học nữa, điều đó rất tai hại. Ngoài ra, việc này khiến số chỉ tiêu còn lại ít, điểm lên rất cao, tạo ra sự mất công bằng trong cơ hội được vào các trường đại học tốt. Bộ trưởng nhấn mạnh các trường tự chủ cao trong tuyển sinh không có nghĩa là thích gì thì làm, việc tự chủ phải trong khuôn khổ các quy định. Vì vậy thời gian tới có thể Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải điều tiết. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện các trường đại học sử dụng hơn 20 cách xét tuyển khác nhau. Điều này là bởi giáo dục đại học cho phép đại học tự chủ tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần khuyến khích các trường dùng điểm tốt nghiệp trung phổ thông để xét đầu vào bởi cho rằng có độ tin cậy, bớt tốn kém và đảm bảo tính công bằng. Phú Thọ xuất hiện tình trạng giả mạo kêu gọi quyên góp tu sửa chùa Phổ Quang. Theo đó, hiện nay trên Facebook đã xuất hiện một số đơn vị cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ kinh phí trùng tu, tu sửa chùa Phổ Quang ở xã Xuân Lũng. Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh thông tin về sự việc chùa Phổ Quang xảy ra sự cố hỏa hoạn vào sáng ngày 23 tháng 10 để kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước chuyển tiền ủng hộ kinh phí trùng tu vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Ngay sau khi phát hiện một số đơn vị cá nhân mạo danh nhận là người của chùa Phổ Quang đăng tải tin bài kêu gọi công đức, đại diện nhà chùa đã lên tiếng khẳng định, hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố xảy ra hỏa hoạn tại chùa Phổ Quang thông tin nhà chùa kêu gọi chung tay góp sức trùng tu chùa trên fanpage là không chính xác người dân cần cảnh giác không chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân trên fanpage giả mạo để bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác không gửi tiền quyên góp ủng hộ vào các tài khoản không rõ nguồn gốc đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng khi phát hiện các fanpage hoặc tài khoản cá nhân có dấu hiệu lừa đảo trong những năm gần đây, hình thức lừa đảo thông qua việc soi số lô đề ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Những lời quảng cáo hấp dẫn về khả năng trúng thưởng cao kết hợp với chiêu trò hứa hẹn hoàn tiền nếu không trúng đã khiến nhiều người rơi vào bẫy. Theo thống kê của Cục An ninh mạng, trong năm 2023, có hơn 5.000 vụ lừa đảo liên quan đến soi số lô đề được ghi nhận. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 150 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là những chuyên gia soi số có kinh nghiệm, khẳng định khả năng trúng thưởng lên tới 99%. Những lời quảng cáo này được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội thu hút hàng triệu người tham gia. Nhiều trang mạng xã hội thường quảng cáo những lời mời gọi như khả năng trúng tới 99% hay có người nhà làm trong ngành xổ số, số có thể biết trước kết quả. Điều này dễ dàng thu hút sự chú ý của những người tham gia, đặc biệt là những người đang khao khát kiếm tiền nhanh chóng. Việc tham gia vào các trò chơi cờ bạc, đặc biệt là soi số lô đề trên mạng xã hội có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho cá nhân và gia đình. Nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mất đi tài sản, thậm chí là ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe. Gần đây trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số trào lưu độc lạ quái dị, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn cũng như tâm lý cho những người tham gia đó là trò chơi mạo hiểm như là bắt pen, hít dầu gió, hít áo đến các món ẩm thực khác thường được uống như là trà sữa hành lá, trà sữa mắm tôm, mì tôm trà sữa. Mặc dù các cơ quan y tế và các bác sĩ tâm lý đã cảnh báo hậu quả, nhưng những trào lưu nguy hại này vẫn thu hút giới trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13 đánh giá các hành động trên đều thiếu chuẩn mực đáng báo động. Do đó, ngoài việc tăng cường quản lý mạng xã hội, gia đình, nhà trường cần vào cuộc để ngăn chặn. Thay vì trách mắng kiểm soát, cần hướng con vào những việc bổ ích có ý nghĩa, không nên đua đòi theo các trend nguy hại, tạo trend để tăng tương tác nhằm phát triển kinh doanh là hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, việc tạo nên những trào lưu độc lạ và có phần lệch chuẩn trên các nền tảng xã hội sẽ khiến ranh giới giữa sáng tạo và thảm họa gần nhau hơn. Do vậy, những người sáng tạo nội dung thay vì tập trung tạo trend gây hiệu ứng, cần tạo ra những sản phẩm tích cực có giá trị. Gia đình nhà trường cũng cần quan tâm hướng dẫn giới trẻ vào những hoạt động bổ ích, hình thành nhân sinh quan chuẩn mực về cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại mục báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.